bạn. Hôm nay rảnh rỗi cuối tuần, gia đình mình đi du ở Santa Ana này. Nếu mình là resident ở city Santa Ana thì mình được một cộng miễn phí. Đã nhiều năm rồi không có ghé lại cái du này, thì hôm nay rảnh mình ghé đây tham quan chơi, coi có gì thay đổi không, có đổi mới cái gì không thì mình sẵn tiện quay cho mọi người xem. Đây là cái đường đi vô trong cái này, một cái chú sóc nhỏ xíu nó leo. Cái chuyện cây hay quá, bay lên cây cầu lên chạy lên. I bet you they'll let you. Ở đây là con mountain lion, đây là con sư tử núi. Animal depend on people too.
mát nên mọi người đi cũng đông. Golden Lion Tamarind. Thank you.
Carousel. Carousel Club Member. Đây mình, đây là con người đó, con người đó. Thank you.